Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe hạng C số tự động đến từ thương hiệu rất nổi tiếng của Mỹ các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Ford Focus phân khúc C số tự động. Chiếc xe được sản xuất năm 2011, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội và đăng ký từ cuối năm 2011 đến nay. Chiếc xe mới lăn bánh có hơn 4 vạn km thôi nhé. Cái đồng hồ này là chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là chúng tôi không tua. Và cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là xe là động cơ nguyên bản, máy móc nguyên bản, keo chỉ, thân vỏ, khung gầm, các thứ là còn nguyên bản hết các bạn nhé. Không tai nạn, không ngập nước, tất cả là còn nguyên bản hết các bạn ạ. Và điều đặc biệt ở chiếc xe này có thể nói là hiếm có trên thị trường. Hiếm có vì sao? Vì thứ nhất là chạy rất ít, chỉ chạy có hơn 4 vạn thôi, khoảng 5 vạn km, 4 vạn 9 rồi, gần 5 vạn km. Và đặc biệt là chiếc xe này thì chủ xe vừa rồi cũng đã bảo dưỡng hết toàn bộ rồi các bạn nhé. Bảo dưỡng và thay thế rất là nhiều đồ, ví dụ như là cái cặp đèn gầm đây, cặp đèn gầm bi led này. Cặp đèn gầm bi led này rất là đắt tiền. Riêng cặp đèn gầm bi led này là 4,5 triệu mà chủ xe vừa mới thay này. Màn hình OLED xịn, màn hình đầu Android, màn hình camera lùi OLED xịn này. Và cả một cái dàn lốp này cũng vừa mới thay hết luôn các bạn ạ. Chủ xe rất là kỹ tính, chăm sóc xe rất là tốt, vừa mới thay hàng loạt này, từ lốp, đèn gầm, toàn bộ giảm sóc. Đấy, và chân máy, thay hết cả chân máy luôn. Chủ xe chia sẻ là chiếc xe này định gắn bó lâu dài, nhưng thị trường xe lúc này xe mới giảm giá quá nhiều, cho nên là bác chủ xe này đã bỏ tiền ra để mua một chiếc xe mới và bán chiếc xe cũ này đi. Mặc dù chiếc xe này đã đang chăm sóc rất là tốt, thay thế sửa chữa rất là nhiều rồi, nhưng vẫn bán đi để mua một chiếc xe mới. Thực ra cũng đúng thôi các bạn ạ. Thời điểm này mua xe mới giá rất là tốt. Có những chiếc xe bớt đến 500 triệu đồng. Đấy, ví dụ như những Peugeot chẳng hạn, bớt rất nhiều. Ít thì cũng bớt khoảng 1-200, còn không là toàn đến 500 triệu còn hoặc hơn nữa các bạn nhé. Và thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe đẹp như thế này, chúng tôi đang bán với giá chỉ 255 triệu đồng thôi các bạn nhé. 255 triệu đồng thì các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe phân khúc C số tự động đến từ thương hiệu rất nổi tiếng của Mỹ như chiếc xe này rồi các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Ford Focus 2011 số tự động này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của Ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem này ạ, là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 318 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh Ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên kênh Ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Ford Focus 2011 số tự động phiên bản hatchback này ạ. Mời quý vị và các bạn. Và ngay sau đây thì tôi sẽ không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu nữa. Chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu về chiếc xe Ford Focus 2011 biển Hà Nội này các bạn nhé. Đấy, trước tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe để xem về cái phần nước sơn, phần ngoại thất bên ngoài của chiếc xe nhé. Quý vị và các bạn ạ, chiếc xe này nước sơn bên ngoài còn zin, còn nguyên bản, cũng còn rất là nhiều các bạn ạ. Vì chiếc xe này chạy ở Hà Nội nhưng chạy rất ít các bạn nhé. Tuy là 2011, tính ra là 12 năm sử dụng rồi, nhưng chiếc xe này mới lăn bánh có 5 vạn km thôi các bạn ạ. Chính xác là 4 vạn 9 km. Đấy, cho nên là còn rất là mới, rất là đẹp đây các bạn này. Và đây, đặc biệt là chủ xe vừa mới thay một cái dàn lốp xong đây này. Đấy, dàn lốp mới thay các bạn nhé. Đấy, một cái dàn lốp mới thay và đi tôn rất xịn luôn các bạn ạ. Cho nên là quý vị và các bạn nào mà sở hữu chiếc xe này về thì không phải làm một cái gì nữa. Không những một cái dàn lốp này mới thay mà chủ xe còn thay rất là nhiều đồ. Tôi sẽ quay đến đâu, tôi sẽ giới thiệu đến đấy ạ. Chủ xe thay vào chiếc xe này đến 30 triệu cơ các bạn ạ. Nhiều đồ lắm ạ. Đấy, dàn lốp mới tinh. Cả dàn lốp mới tinh. Tại vì là cái dàn lốp từ năm 2011 nó đã bắt đầu ải rồi. Chạy rất ít nhưng mà nó ải cho nên là chủ xe phải thay một cái dàn lốp này các bạn nhá. Đấy, cho nên là rất là đẹp luôn này. Nhìn về cái phần đầu, phần ba là xúc trước của xe đây các bạn xem này. Rất là mới, rất là đẹp luôn các bạn nhá. Xe cũng đã được trang bị này đèn pha halogen thôi, nhưng chủ xe lắp thêm cặp đèn gầm, đèn bi này, Cặp đèn gầm này chủ xe chia sẻ là riêng cặp đèn gầm này là 4,5 triệu, 4,5 triệu bi led nha, rất sáng. Đi ban đêm pha cốt nhưng mà đèn gầm này còn sáng hơn à. Đấy, đặc biệt ở cái đèn gầm, đèn bi led này mà chủ xe lắp vào nó rất là sáng các bạn nhá. Đấy, nhìn về từ những cái phần cửa gió này, lưới tản nhiệt này, các bạn xem này, đều rất mới các bạn nhá. Đấy, phải nói là những chiếc xe nó chạy ít và lại giữ gìn cho nên nó mới này, mới đều, mới toàn tổng thể của xe cơ chứ không phải là một chi tiết nào. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn nhá. Gương chiếu hậu tích hợp xi nhan trên gương các bạn này. Đấy, nhìn về nước sơn bên ngoài thì chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Tôi xin chia sẻ với quý vị và các bạn là chiếc xe này là tôi vừa mới lấy lúc sáng, vừa mới đem đi rửa hết 60.000 xong là tôi đem ra tôi quay, tôi giới thiệu luôn cho quý bạn đấy ạ. Chưa có phải làm bất cứ một cái gì cả. Đấy, vừa mới đem ra là rửa mất 60.000 là tôi đem ra tôi quay luôn rồi. Thì rất là đẹp, chủ xe đi chăm sóc rất là tốt các bạn ạ. Chủ xe chăm sóc và giữ gìn rất tốt cho nên là chiếc xe rất là đẹp này. Cam lùi rất xịn luôn. Đấy, cam lùi xịn của xe các bạn nhá. Toàn bộ này rất đẹp luôn. Đèn hậu này, đèn xi nhan này, đều chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả cho nên là còn rất đẹp. Riêng ở cái phần xe Focus bản hatchback này thì là cái đèn cụm đèn hậu, đèn xi nhan đằng sau nó để rất cao cho nên là ít khi bị va chạm vào ở những cái đèn này các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn ạ. Toàn bộ nước sơn bên ngoài còn zin rất là nhiều, chưa có phải sơn lại nhiều đâu các bạn ạ, rất là đẹp. Xi nhan tích hợp trên gương. Đấy, cabo này cũng sơn zin nguyên bản này, tai cũng còn zin nguyên bản luôn các bạn này. Đấy, nhìn về cái phần ngoại thất bên ngoài thì rất là đẹp rồi quý bạn nhé. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất cũng như là về cái phần keo chỉ bên trong của chiếc xe. Trước tiên thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên lái cho quý bạn cùng xem. Cái này là chủ xe dán chống ồn này, chống ồn này. Đấy, nhưng mà tôi cam kết với quý vị bạn này, những cái keo này là còn nguyên bản này. Đấy, keo chỉ này còn nguyên bản nhá, chưa có mất một phân keo chỉ đến đâu. Nếu quý vị các bạn nào mà không tin đến xem xe trực tiếp, tôi sẽ bóc hết ra cho các bạn cùng xem. Đấy, còn zin, còn nguyên bản hết này. Toàn bộ từ những cái phần này là chủ xe cũng dán này. Cái này là dán để trang trí thôi các bạn này, dán đề can. Đấy, chủ xe rất là cẩn thận. Nhưng nhìn ở những cái phần nhựa này này, phần nhựa này, đây, phần này là phần rất là mới các bạn xem này. Chạy nhiều hay chạy ít là các bạn phải xem từ những cái nút này nha, bấm này, nút bấm này. Đấy, xem nó có mòn nhiều hay không. Nó mòn ít như thế này thì mới biết được là chiếc xe này chạy ít nhá. Đây, rồi ghế này, ghế da này là ghế da cao cấp nguyên bản của xe này. Đấy, tất cả là còn nguyên bản hết của xe các bạn nhé. Toàn bộ những cái ốc này các bạn thấy đây ạ, rất là đẹp, chưa có một cái vết tháo nào các bạn nhé. Ốc cũng chưa có một cái vết tháo này. Toàn bộ những cái táp lô này đều rất là đẹp, rất là mới các bạn ạ. Phải nói là được một chiếc xe như thế này thì có thể nói là đẹp hiếm có rồi các bạn nhé. Rất ít xe còn đẹp như thế này đây ạ. Đấy, 2011. Đây, chủ xe còn lắp cả sàn 5D này. Lắp sàn 5D này. Rất là sang, rất là xịn, rất là sạch. Đấy, chủ xe toàn mới làm xong. Đây, mới thay dầu bảo dưỡng này. Đấy, mới thay dầu bảo dưỡng mà chủ xe thay dầu, cái loại dầu 10.000 cơ này. Thay dầu là toàn thay dầu xịn luôn, 10.000. Đấy, 48 thay từ 4 vạn 8 mà bây giờ hẹn là 5 vạn 8, chủ xe thay 10.000 đấy. Đấy, rất là cẩn thận các bạn nhé. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho các bạn cùng xem này. Cũng vậy, keo chỉ là còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Keo chỉ zin nguyên bản này. Đấy, đây là cũng là cái gioăng dán chống ồn, gioăng dán chống ồn hết luôn các bạn nhé. Đấy, như keo chỉ là còn nguyên bản này. Táp bi rất là mới, rất là đẹp luôn các bạn này. Táp bi cánh cửa đấy ạ. Nhìn đẹp hay không, chạy nhiều hay không, chúng ta phải căn cứ vào những cái này đây này. Những cái này thì không thể làm mới được quý bạn nhá. Đấy, những cái này này, tay nắm cửa này, lên xuống kính các bạn thấy này, tất cả đều rất mới như này đây. Đấy, nhìn cái đồng hồ 4 vạn 9 hay là 14 vạn 9, chúng ta phải căn cứ vào những cái táp bi cánh cửa này, những cái phần ghế da phía sau này. Đấy, rồi đến những cái phần lót sàn các bạn xem này. Chủ xe rất là cẩn thận luôn. Phải nói là một chiếc xe này là đẹp hiếm có trên thị trường đấy nhá. Đấy, trần này, cũng rất đẹp này, trần cũng rất đẹp luôn các bạn này. Đấy, trần nỉ này rất sạch sẽ đẹp đẽ, phải nói là chủ xe rất là giữ gìn các bạn nhé. Tôi mua xe cũng đã nhiều năm rồi, nhưng một chiếc xe mà chủ xe lúc nào cũng luôn giữ gìn như thế này thì không có nhiều các bạn nhé. Đấy, không phải tôi bán xe mà tôi nói cái nào cũng đẹp, cái nào chủ xe cũng giữ, nhưng nói nó phải có cơ sở các bạn ạ. Đấy, cơ sở ở đây là từ những cái lót chân nó còn mới như này đây này, tắp bi cánh cửa nó mới như này này, trần mới sạch như này đây này. Đấy, nói là nó phải xem vào, căn cứ vào những cái trần này nhé, chứ không phải là nói không đâu. Đấy, và bây giờ thì tôi sẽ nổ cái máy này lên, đồng hồ công tơ mét đây này, 4.9 vạn các bạn nhé. Tôi nổ máy lên cho các bạn cùng xem. Đấy, máy đã nổ rồi này, màn hình xịn luôn này. Đấy, màn hình này, màn hình OLED luôn nhé, OLED Pro, màn hình này là rất là xịn đấy ạ. Đấy, và toàn bộ từ những cái nút điều chỉnh điều hòa này là chủ xe cũng thay này, nguyên bản nó không phải nút như này đâu. Đấy, rất là đẹp, phải nói là chủ xe rất là cẩn thận này. Và nhìn vào những cái vô lăng này, các bạn này, chạy nhiều hay chạy ít thì các bạn phải xem vào những cái vô lăng này. Đấy, xem nó còn bóng hay không, còn đẹp hay không. Đấy, chúng ta phải xem vào vô lăng này, cần số này, tay phanh này, để khẳng định được chất lượng chiếc xe nó chạy nhiều hay chạy ít nhé. Nhìn vào đồng hồ chúng ta phải nhìn thêm về những cái phần khác của chiếc xe. Đấy, toàn bộ từ táp bi cánh cửa này, vô lăng, táp lô các bạn xem đây, táp lô này rất là đẹp này, táp bi cánh cửa bên phụ này. Đấy, nó mới đều, không bao giờ làm được cái nội thất mà nó mới được đâu các bạn ạ. Nước sơn bên ngoài chúng ta có thể sơn được, nhưng nội thất này, những cái phần nhựa này chúng ta cũng không làm được đâu, chỉ có thay, mà thay chả nhẽ thay cả cái xe này. Đấy, phần nỉ này, nỉ trên trần các bạn nhé, tôi quay cho các bạn xem này, nó mới như này này. Đấy, mới nhá, mới nguyên luôn những cái phần nỉ này. Đấy, những cửa gió điều hòa các bạn xem này, nó mới và nó sạch như này cơ mà, chủ xe giữ gìn như này cơ mà. Đấy, và tôi cũng xin nói thật với các bạn, chia sẻ thật luôn là chiếc xe này tôi vừa mới lấy lúc sáng, vừa mới lấy lúc sáng. Tôi lát nữa thì nếu như quý bạn nào mà qua xem, tôi sẽ cho các bạn xem là cái lịch sử chuyển tiền chiếc xe này, để các bạn thấy được là tôi nói đúng hay nói sai. Và vừa mới lấy lúc khoảng 10 giờ sáng thì tôi đem ra tôi rửa luôn, lấy xong phát tôi đem ra tôi rửa, và bây giờ tôi đem ra tôi quay luôn đấy các bạn này. Đấy, cho nên chưa có phải làm cái gì đâu, tôi chưa làm cái gì cả, chỉ có rửa xe thôi các bạn nhé. Đấy, mà nó đẹp như này rồi. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cốp sau cho các bạn cùng xem nhé. Cốp sau ở những chiếc xe hatchback này, nó có thể, chiếc xe này có thể bấm vào trên chìa khóa, hoặc là bấm vào đây cũng mở lên được. Đấy, bấm vào dưới là mở lên được rồi. Đấy, toàn bộ từ những cái ốc cốp sau này này, ốc cốp sau rồi keo chỉ cốp sau nguyên zin. Đấy, còn nguyên zin hết luôn các bạn nhé. Chúng tôi cam kết với các bạn, có thể cam kết bằng văn bản là nó không tai nạn, không có ngập nước gì cả. Đấy, nguyên zin hết, keo chỉ cũng nguyên zin hết luôn các bạn này. Và đằng sau đây, thưa với các bạn này, toàn bộ những cái phần nỉ này đều rất đẹp này các bạn này. Đấy, những cái phần nỉ này đều rất đẹp nhá, vì chiếc xe này không có để đồ mấy đằng sau đâu này, rất sạch. Chủ xe rất là cẩn thận, không có để đồ đây các bạn xem này. Những cái phần mép này đều mới tinh luôn này. Đấy, những cái này còn mới tinh luôn các bạn nhé. Đấy, mới tinh, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả này. Còn nguyên bản hết luôn này. Đấy, còn nguyên hết luôn các bạn nhé. Kích kiếc đồ nghề, lốp sơ cua còn nguyên hết luôn các bạn này. Đấy, lốp sơ cua còn nguyên này, kích đồ nghề này, rất là mới, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Những cái phần đằng sau này không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì cả đâu các bạn này. Đấy, toàn bộ về cái cốp sau này còn rất là đẹp, rất là mới luôn các bạn nhé. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem này. Cánh cửa phía sau bên phụ này, toàn bộ những cái keo chỉ này là cũng còn nguyên hết đây các bạn nhé. Đấy, keo chỉ này là chắc chắn, tôi chắc chắn cam kết với các bạn là keo chỉ còn nguyên bản này. Khóa trẻ em này, đã có khóa trẻ em rồi các bạn nhé. Đấy, rồi thì tắp bi đây, thưa với các bạn này, toàn bộ những cái tay nắm này là nguyên bản, không làm gì này. Còn chỗ này là bọc thêm nhá, đây là dán thêm đề can thôi, cái này là dán thêm các bạn này. Đấy, chứ còn cái tay nắm các bạn xem này, mới như này này. Đấy, nút điều chỉnh này đều rất mới các bạn nhé, mới đều luôn cả một cái xe, cả một cái tắp bi như thế này. Mới như này thì có thể nói là đẹp hiếm có rồi các bạn này. Đấy, rất là đẹp luôn. Ghế phụ này. Đấy, đều đẹp luôn các bạn nhá. Ghế phụ này, toàn bộ ghế phụ này cũng còn đều da xịn, da nguyên bản, và nó là da rất xịn các bạn ạ. Cho nên là chưa có bị xước, chưa có bị móp tiếc gì cả đây. Còn những cái sàn này đều rất đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, nhìn từ bên da cho đến phần trần đều mới, đều đẹp như này đi các bạn này. Đẹp đều. Có thể nói chiếc xe này đẹp xuất sắc so với đời các bạn ạ. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý bạn cùng xem này. Keo chỉ đây, còn nguyên. Cái này là bị rơi mất cái dán chống ồn ra rồi. Đây, nhưng mà keo này còn nguyên hết này. Còn đây là cái keo để dán cái chống ồn thôi nhá. Cái này là keo dán chống ồn này, keo chỉ của bên trong xe đây này. Đấy, còn nguyên bản hết luôn các bạn này. Đấy, rất mới, mới cả cái táp lô này luôn. À, cả cái táp bi này luôn này. Táp bi đi các bạn xem này. Đấy, tôi quay sát vào để các bạn thấy được này. Đấy, xem nó có bị mòn hay không, có bị bóng hay không này. Không bao giờ làm lại được cái này cho nó đẹp đâu các bạn nhá. Đấy. Chỉ có thay thì mới đẹp, nhưng ai lại đi thay cả một cái xe. Đấy, rất đẹp này. Ốc này, quý bạn xem này, toàn bộ những cái ốc này sáng, rất sáng và chưa có vết tháo. Đấy, một chiếc xe nó đẹp như thế này, xuất sắc như thế này thì các bạn xem này. Ốc này, mới tinh luôn. Và đặc biệt thưa với quý vị các bạn nhé, so sánh về chất lượng những chiếc xe thương hiệu của Mỹ với những chiếc xe thương hiệu của Hàn nó sẽ khác nhau các bạn ạ, của những các nước khác nó sẽ khác nhau. Đấy, toàn bộ từ những cái ốc nó còn zin, nó còn đẹp như này này. 12 năm sử dụng rồi mà nó còn mới, còn đẹp như này. Với những chiếc xe của hãng Hàn Quốc chẳng hạn, thì kể cả còn nguyên zin nó cũng không bao giờ nước sơn nó còn đẹp được như này các bạn này. Đấy, đây này còn chưa có gì tí nào cả mà như mới luôn. Nội thất đằng trước này, từ ghế lái cho đến ghế phụ các bạn xem này, mới như này này. Đấy, ghế bên phụ cũng mới luôn này. Đấy, nhìn tổng thể toàn bộ từ vô lăng, cần số, tay phanh này, cho đến tắp đi cánh cửa này, tắp lô này. Đấy, quý bạn xem này, mới như thế này luôn này. Đấy, thì quý bạn xem là cái đồng hồ với 4.9 vạn thì nó có chuẩn hay không ạ. Đấy, tôi giới thiệu với các bạn là tôi đồng hồ thì tôi có thể là tôi cam kết là tôi không tua. Nhưng nhiều người chưa chắc đã tin được là tôi tua hay không. Đấy, tại vì là ai cũng nghĩ rằng xe về showroom, xe về thợ là anh em đều tua đồng hồ. Thưa với các bạn, không phải đâu ạ. Có những chiếc xe nó chạy ít thật, cho nên là không thể tua được nữa. Đấy, và thứ hai nữa là nó còn đẹp, nó còn mới như này này. Nhìn chất lượng từ những cái cửa gió điều hòa. Đấy, đến táp lô các bạn xem nó đẹp như thế này. Ngoại thất và nội thất đều rất ok rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe các bạn nhé. Ford cũng trang bị cho chiếc Focus 2011 này là một cái khối động cơ xăng 1.8 lít các bạn ạ, kết hợp với hộp số tự động. Và ở cái động cơ này thì chúng tôi cũng xin cam kết với quý vị và các bạn, nó là nguyên bản. Đấy, động cơ nguyên bản, chưa có bị đâm đụng hay chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Và đặc biệt là chiếc xe này chủ xe vừa với bảo dưỡng, vừa mới thay lại hết chân máy để cho nó êm. Tại vì là quan điểm của chủ xe cũng đúng thôi. Sau 12 năm sử dụng thì những cái cao su chân máy ấy, nó sẽ bị lão hóa, nó sẽ bị cứng đi, nó không được êm. Đấy, nó không nổ máy các thứ, nó sẽ không được êm, không được mượt nữa. Cho nên là đến lúc mà chủ xe phải thay, phải sửa chữa, thì đấy là chủ xe đã thay những cái phần thiết bị, những cái phần vật tư hao mòn mà chủ xe đã thay rồi các bạn nhé. Đấy, và đây đặc biệt là chiếc xe này đây, toàn bộ những cái ốc cabo của nguyên zin này, keo chỉ này còn nguyên zin luôn này. Đấy, nguyên zin hết đây các bạn nhé, từ những cái chỉ cabo này. Cam kết với quý bạn là cái cabo này còn nguyên zin. Đấy, không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì cả này. Còn nguyên zin hết này, nguyên zin, và chúng tôi còn chưa có dọn đâu ạ. Đấy, ốc cabo này, nguyên zin mà chúng tôi còn chưa dọn pin nào đây các bạn nhé. Động cơ này mua về là như thế nào, là chỉ rửa bên ngoài thôi, rửa bên ngoài, hút bụi bên trong, và cái phần động cơ này thì để nguyên, chưa có dọn dẹp, chưa có rửa gì cả đây. Tuy nó hơi bẩn một chút nhưng không sao quý bạn ạ. Với một chiếc xe cũ như thế này thì đã quá là đẹp rồi các bạn ạ, không cần thiết phải dọn rửa gì nữa. Đấy, như thế này là một chiếc xe cũ là quá đẹp rồi các bạn nhé, còn nguyên bản hết này. Đâm đụng hay là va chạm gì cả là chúng ta nhìn vào đây chúng ta có thể biết được luôn này. Đấy, về cái việc đâm đụng hay va chạm là chúng tôi cam kết rồi, các bạn có thể yên tâm luôn các bạn nhé. Đấy, phải nói là rất là đẹp, động cơ 1.8 rất là khỏe các bạn nhé. Đẹp, rất đẹp luôn đấy ạ. Có thể nói chiếc xe này ở cái dạng xuất sắc, và động cơ thì chủ xe vừa với bảo dưỡng toàn bộ, thay cả buji luôn các bạn ạ. Cho nên là quý vị và các bạn có thể yên tâm. Mua chiếc xe này về, dầu thì tính ra thì còn khoảng độ 8.000 nữa mới phải thay. Chủ xe thay dầu 10.000 thì mới chạy được 2.000, còn khoảng 8.000 nữa mới phải thay dầu cơ. Chủ xe rất là cẩn thận, rất là kỹ tính các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp các bạn ạ. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Ford Focus sản xuất năm 2011, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, lăn bánh 4 vạn 9 km quý bạn ạ. Với chiếc xe này chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc còn nguyên bản, tất cả là còn nguyên bản hết luôn quý bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 255 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Ford Focus 2011 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của Ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ gà chúng tôi ở số 318 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn like clip, hãy đăng ký kênh, ủng hộ cho kênh Ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh Ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.